Hùng Loan hạnh phúc khi được nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết dạy hát cải lương, lần đầu đứng chung sân khấu hát mà lòng hạnh phúc vô cùng. Mới đây, nhiều người hâm mộ chia sẻ đoạn clip Hùng Loan hát vở cải lương Trà Hoa Nữ cùng với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Được biết, chị đã được cây đại thụ làng cải lương nghệ sĩ Bạch Tuyết cho tập luyện từ trước. Chính bà đã nắn nót từng câu chữ kèm với sự hỗ trợ của Vũ Luân. Giọng hát của Hồng Loan đã tiến bộ vượt bậc so với lúc hát 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Trước đó, nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng cho biết bà đã nghe qua giọng hát của Loan, rất có tiềm năng. Đúng là có dòng máu cải lương trong người, nên khi giọng hát cất lên cũng khác với những người tay ngang. Bạch Tuyết sẵn sàng đào tạo thêm cho Loan vì thời buổi này những người trẻ yêu nghề không còn nhiều. Bà không muốn thấy một môn nghệ thuật hay của đất nước bị mai một. Nhớ lại kỷ niệm về người cha của Hồng Loan, cố nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết xúc động cho biết, giọng ca ông Hoàng cải lương Hồ Quảng không chỉ tài danh mà còn rất lễ độ. Vào thập niên 1990, khi đã đầu quân cho nhà hát Trần Hữu Trang, tên tuổi của Vũ Linh như diều gặp gió. Cùng với những vở diễn ăn khách thời điểm đó, ông trở thành một trong những nghệ sĩ đắt show nhất, đi đến đâu cháy vé đến đó. Dù vậy, sự nổi tiếng và hào quang không khiến Vũ Linh sống khác trước. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tâm sự, Vũ Linh có một điều rất hay, đó là biết kính trên nhường dưới. Trong một lần đi lưu diễn, tôi, Minh Vương và Vũ Linh cùng ở một khách sạn. Thay vì tới giờ là đi diễn luôn, Vũ Linh đến gặp tôi và Minh Vương trước để chào hỏi rồi mới đi. Tôi mong các bạn trẻ thế hệ sau phải học hỏi Vũ Linh vì em ấy là tấm gương tốt. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cho biết nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà. Điển hình nam nghệ sĩ từng cứu nguy tiền bối trong một lần bà gặp sự cố khi lưu diễn ở tỉnh. Nữ nghệ sĩ kể, trong một lần đi hát, đường đi tới sân khấu khoảng chừng 10 cây thôi mà ông kia chở tôi đi lạc. Trong khi đó, Vũ Linh hát xong là tới Bạch Tuyết ngay. Em ấy đã ca ba bài rồi mà tôi vẫn chưa tới. Thế là Vũ Linh câu giờ bằng cách giới thiệu tiểu sử của tôi, sinh ngày tháng năm nào, thành tích ra sao, kể hết chuyện mà tôi vẫn chưa tới. Thế là em ấy ca một hơi đến bài thứ bảy, may sao lúc đó tôi tới kịp. Vũ Linh còn đùa nếu em hát tiếp bài thứ 8 mà tôi chưa tới chắc xỉu luôn. Ngoài ra, cây đại thụ của cải lương miền Nam nghẹn ngào cho biết, Vũ Linh từng làm điều đặc biệt khi cùng bà lưu diễn. Biết địa điểm lưu trú vắng vẻ, ông đã đích thân nấu hủ tiếu Nam Vang cho đàn chị ăn. Không chỉ hát hay, Vũ Linh còn có khiếu nấu nướng. Chúng tôi trân quý nhau ở cái tình nghệ sĩ, anh chị em. Khi đi cùng nhau, chúng tôi biết chăm lo lắng cho nhau, bà kể. Nghệ sĩ Bạch Tuyết cho biết, dù theo cải lương, còn Vũ Linh thì bên Hồ Quảng, nhưng cả hai có duyên đóng nhiều tuồng, đa số đều được khán giả yêu mến và ủng hộ. Nghệ sĩ Bạch Tuyết sinh năm 1945 được mệnh danh là Cải Lương Chi Bảo và từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái Hậu Dương Vân Nga, Đời Cô Lựu, Tuyệt Tình Ca, Lục Vân Tiên. Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân năm 2012. Khác với bạn bè đồng trang lứa, bà từ nhỏ sống tự lập. Không may khi mất mẹ từ bé, nhưng có lẽ chính sự thiếu thốn này làm nên động lực để phấn đấu về sau. Sự giúp đỡ của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết dành cho Hồng Loan khiến nhiều khán giả xúc động, mong bà sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ để con cháu được chăm sóc. Hồng Loan xúc động, ba Vũ Linh hiện về, con bướm to lắm đậu nghe bàn thờ. Hồng Loan vừa chia sẻ một đoạn video với quý vị khán giả, sáng mồng một Tết, từ đâu bay vào nhà một con bướm rất to đậu trên di ảnh của ba. Hồng Loan đã khóc rất lớn, trong niềm hạnh phúc ba đã về thật sự. Ba về thăm con hả? Con vui quá. Không phải tự dưng bướm vô nhà mà đậu ngay trên bàn thờ, đó là một điều kỳ lạ như một điều tâm linh. Ai cũng phải tin điều đó, chú Năm về thật rồi. Về thăm con gái bé nhỏ phải đấu tranh suốt mấy tháng ròng rã để giữ lại căn nhà kỷ niệm của ba. Chú Năm hiện về như một lời động viên con gái ruột của ông. Hồng Loan đã khóc sướt mướt trong vòng tay người thân. Cô ngồi thẫn thờ bên con bướm như trút bầu tâm sự. Càng nhìn nó, Hồng Loan lại càng nhớ tới ba, những kỷ niệm ngày xưa của hai cha con ùa về, mà nước mắt của Hồng Loan cứ rơi. Ai xem video này đều xúc động và rơi nước mắt của Hồng Loan. Chỉ mong Hồng Loan thật nhanh mạnh mẽ, tiếp tục chiến đấu để giữ gìn tài sản của ba Vũ Linh. Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại khi đáng lẽ công chúng nhắc đến tên của người nghệ sĩ mà họ yêu mến bằng những lời lẽ đẹp đẽ, thì lại xoay quanh chuyện tranh chấp đến hồi thắng bại của những người trong gia đình. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho rằng những điều đó phá hủy tất cả di nguyện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mà khi sinh thời ông tối kỵ để thiên hạ bàn tán về cuộc sống đời thường quá sâu. Anh ấy là người ít chịu xuất hiện trước công chúng để nói về chuyện đời tư, nhất là chuyện sẽ chia gia tài, dành phần của lại cho ai, nhất là kêu gọi từ thiện giúp đỡ anh ấy, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ. Nhưng rồi tất cả những đoạn clip ngắn chung quanh bàn tiệc gia đình, thậm chí khi cố nghệ sĩ Vũ Linh đã nói cơn say ập đến, được loan truyền với dụng ý xấu, hình ảnh đẹp mà ông nâng niu gìn giữ bị xóa tan trong cơn địa chấn mà quyền lợi đồng tiền đang dẫn lối.
Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện đau lòng nói, hãy dừng lại, nghĩ về những cống hiến cao quý của Vũ Linh dành cho sân khấu mà dẹp bỏ cái tôi đang bị chi phối bởi nhà, đất, bởi sự hơn thua trong từng câu nói. Bà khóc khi cho rằng mỗi ngày mở YouTube lại thấy biết bao câu chuyện mổ xẻ, khai thác chung quanh gia tài của cố nghệ sĩ. Trong khi gia tài lớn nhất mà Vũ Linh để lại cho đời chính là tài năng, sự thể hiện tinh tế trong nghệ thuật ca diễn trên sân khấu cải lương. Mà có thể nói 60 năm nữa sàn diễn vẫn chưa tìm được người nào xứng tầm thay thế, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện xúc động. Giới nghệ sĩ sân khấu ngại lên tiếng vì biết sẽ vô tình bị kéo về phe Hồng Loan hoặc Hồng Phượng. Khi mà những nghi thức cuối cùng trong tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh vừa hoàn thành thì cuộc chiến được khơi mào. Với tên tuổi lớn, ông được công chúng yêu mến tiễn đưa đến tận nơi an nghỉ tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Và nơi này sau đám tang đủ mọi góc độ được khai thác, được sáng tác vô tội vạ nhằm làm xấu đi vẻ tôn nghiêm, trang trọng, đáng lý được tồn tại chung quanh nơi yên nghỉ của một tài năng. Trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách, đến viếng mộ người anh thân thương trong nghề, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm chóng mặt khi nghe những lời dẫn trong các YouTube rằng chị về để hợp sức với người con ruột là Hồng Loan đòi gia tài. Chị luận tội Hồng Phượng vì đã gửi tổng cộng 300 triệu đồng trong thời gian cố nghệ sĩ điều trị bệnh. Tất cả đều là những tin đồn thất thiệt, gây tổn hại danh dự uy tín của nghệ sĩ chung quanh. Sự ra đi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, xin hãy dừng lại, đừng làm những điều phỉ báng danh dự nghệ sĩ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm xúc động. Nghệ sĩ Thanh Điền đã bức xúc nói về việc ngôi mộ vợ mình, cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp, phá hư các chậu kiển, rồi người đến viếng ngang nhiên bước lên ngôi mộ. Ông cho rằng việc thể hiện tình cảm với thần tượng không phải là điều sai. Là nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận được tình cảm, sự trân quý từ số đông công chúng là điều rất bình thường. Tuy nhiên, sau hơn 100 ngày mất, một bộ phận công chúng của sân khấu cải lương lại kém ý thức trong việc thể hiện tình cảm với nghệ sĩ. Bất cứ ai đến viếng mộ cũng đều bị hướng máy quay bằng điện thoại hoặc những thiết bị chuyên dụng, tạo nên khung cảnh náo loạn. Họ ngang nhiên bình luận đủ chuyện, theo dệt những điều sai sự thật và dẫn dắt dư luận đi sâu vào chuyện tranh chấp của người thân, khi sự kém ý thức đó vô tình ảnh hưởng đến danh dự của người nghệ sĩ vừa qua đời. Bày tỏ trước mối nguy lâu dài khi danh dự cha mình bị xâm hại, Hồng Loan mong muốn chính quyền nhanh chóng can thiệp, làm sáng tỏ những con số đằng sau sự kêu gọi ủng hộ để xây dựng mộ cho cha. Trên trang cá nhân, Hồng Loan đã viết, Hồng Loan xin phép được thông báo đến các cô chú, các bác, các anh chị khán giả trong và ngoài nước, đã từng tham gia quyên góp cho việc xây mộ và quyên góp trong các buổi cúng thất qua hình thức ủng hộ hoặc chuyển tiền phúng điếu trong tang lễ của bà, là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Xin gửi các thông tin mà khán giả đã chuyển khoản cho bác Thành, cô Vân Tiên, Hồng Phượng, cô Hồng Nhung, chị Kim Nga và anh Ngô Long Hồ. Và cả vợ chồng anh Sô, con nuôi ba Vũ Linh, Đặng Dung và cô Liễu và con cô Kim Thoa. Hãy gửi gấp các thông tin ấy để Hồng Loan nhờ chính quyền vào cuộc nhằm có thể lấy lại dinh dự cho ba Vũ Linh để ba được an nghỉ. Hồng Loan cũng cho biết từ trước đến nay cô chưa từng nhận sự hỗ trợ nào từ khán giả, tuy biết rằng số đông công chúng sẵn sàng giúp đỡ khi cô yêu cầu. Thậm chí với các nghệ sĩ thân tình, xem cố nghệ sĩ Vũ Linh là thần tượng, chỉ cần cô nói rõ yêu cầu họ sẽ đủ sức góp tiền xây mộ, thậm chí lo chu toàn, tang lễ. Nhưng Hồng Loan cho rằng cô chỉ nhận tình cảm của họ, còn lại không nhận vật chất, bởi khi sinh thời cố nghệ sĩ Vũ Linh rất ngại làm phiền mọi người.